nếu các bạn có thể có một cái cách để nhảy vào đầu tư tài chính mà không cần kiến thức, không cần thông tin, có người đặt lệnh cho các bạn đánh, và thậm chí là có những con bot nó chơi thay cho các bạn và nó đảm bảo là các bạn sẽ luôn lời. Hấp dẫn không? Và nếu ngày hôm nay các bạn tưởng tượng xem là có một cái công nghệ để biến các bạn thành những chuyên gia tài chính mà không cần bằng cấp, mà không cần kinh nghiệm, mà không cần bất cứ một cái sự chuẩn bị và tôi luyện nào hết, và ai cũng trở thành những cái chuyên gia, những cái thánh, những cái boss, những cái trùm và rất là lung linh ở trên mạng xã hội, thì why not? Đây là lừa đảo 100%. Ok? Nhưng cái còn sâu sắc hơn nữa mà bây giờ xin được phân tích với mọi người, đó là cái thủ thuật tâm lý để có thể lừa đảo các bạn một cách cực kỳ tinh vi và có hệ thống. Mọi người sẵn sàng chưa? Xin chào các bạn, là Hữu Trí, còn là Mr. Well O'Ray, ông thầy đẹp trai và chuyên cà khịa đến từ Học viện Wake Your Power. Và ngày hôm nay anh quay trở lại với chủ đề phân tích một góc nhìn về tài chính. Cụ thể hơn, anh sẽ nói về việc các apps đầu tư tài chính sử dụng mô hình binary options, quyền lựa chọn nhị phân, với cách kinh doanh đa cấp để lừa đảo và chiếm đoạt rất 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 nhiều tiền ngày hôm nay. Và họ làm chuyện đó như thế nào? Anh sẽ reaction vào chuyện đó. Các bạn đã sẵn sàng chưa? Let's go. Các bạn có bao giờ tự băn khoăn và hỏi mình là trong suốt 15 năm qua, từ khi cái mô hình kinh doanh đa cấp được giới thiệu và phát triển và được pháp luật triển khai ở Việt Nam, thì chúng ta đã có không biết bao nhiêu trăm ngàn những cái bài báo, những cái câu chuyện để cảnh tỉnh mọi người về những cái mô hình sử dụng đa cấp để lừa đảo và chiếm đoạt tài sản tiền bạc. Câu hỏi, tại sao cho đến ngày hôm nay vẫn có hàng ngàn, hàng chục ngàn, hàng trăm ngàn người sẵn sàng đâm đầu vào những cái mô hình đa cấp lừa đảo để rồi tiền mất tật mang? Tại sao là như vậy? Về mặt cơ bản thì có hai lý do. Thứ nhất, đó là trên thị trường ngày hôm nay vẫn đang có những công ty kinh doanh theo mô hình đa cấp một cách chân chính, với những sản phẩm tốt, với những quy trình huấn luyện bài bản và hợp lý. Và đó là một mô hình kinh doanh được pháp luật Việt Nam và pháp luật của hầu hết tất cả những quốc gia trên thế giới công nhận. Họ vẫn làm ra tiền và làm nó một cách đúng đắn. Cái thứ hai, đó là ngày hôm nay những đối tượng sử dụng cái mô hình đa cấp đó để lừa đảo chưa khi nào họ tài giỏi và họ được hỗ trợ bằng những cái xu hướng công nghệ một cách mạnh mẽ và lợi hại như ngày hôm nay hết. Khi anh thật sự làm cái nghiên cứu để chuẩn bị cho cái video clip này thì anh kinh ngạc vì cái sự tinh tế, cái sự khéo léo của những cái hệ thống lừa đảo ngày hôm nay. Bởi vì không nói về những công nghệ, anh sẽ phân tích về cái đó sau, nhưng mà cái mà anh cảm thấy mình phải respect những cái người lừa đảo này, bởi vì họ là bậc thầy về khả năng sử dụng cái tâm lý học hành vi để điều khiển và từ đó lấy tiền của những cái đối tượng khách hàng của họ. Họ thật sự rất là giỏi nha các bạn. Anh phân tích kỹ, các bạn sẽ nhìn thấy được cái nghệ thuật sử dụng tâm lý của họ như thế nào. It's beautiful. Ok. Đầu tiên, tại sao đây lại là một cái công cụ cực kỳ lợi hại cho những người lừa đảo ở thời điểm này? Bởi vì nó hội tụ được bốn cái yếu tố để tạo ra một miếng mồi cực kỳ hấp dẫn để đánh bẫy những người tham lam và nhẹ dạ. Muốn lừa người ta phải có cái miếng mồi để dụ, đúng không? Và bốn yếu tố đó, thứ nhất đó là Covid làm cho cái nền kinh tế trở nên rất là biến động và thu nhập của người dân ở thời điểm này nó không ổn định, khiến cho người ta có sự hoang mang rất là lớn. Và hơn lúc nào hết, ở thời điểm này người dân bắt đầu có một cái sự trăn trở rất lớn để tìm kiếm thêm một nguồn thu nhập khác để lo lắng cho gia đình của mình. Cho nên đây là giai đoạn mà người ta tò mò và người ta quan tâm rất nhiều đến việc có thể kiếm thêm thu nhập khi mà nền kinh tế bất ổn. Yếu tố số 2 là nó đánh trúng được một cái trend cực kỳ hot, đó là đầu tư tài chính. Chưa khi nào mà chúng ta nhìn thấy là cái mô hình và những cái hoạt động đầu tư tài chính ở Việt Nam, đặc biệt là trong vòng khoảng 6 tháng, 1 năm trở lại đây, trở nên cực kỳ sôi động. Trên không chỉ ở Việt Nam mà trên khắp thế giới luôn. Về đầu tư chứng khoán, rồi đầu tư cryptocurrency, đúng không? Và
tất cả mọi người đều tò mò và quan tâm đến cái xu hướng đầu tư tài chính. Và dĩ nhiên là khi đầu tư tài chính thì nó đòi hỏi mình có cần phải có rất nhiều kiến thức và thông tin. Cho nên thử tưởng tượng xem là nếu các bạn có thể có một cái cách để nhảy vào đầu tư tài chính mà không cần kiến thức, không cần thông tin, có người đặt lệnh cho các bạn đánh, và thậm chí là có những con bot nó chơi thay cho các bạn và nó đảm bảo là các bạn sẽ luôn lời, hấp dẫn không? Và rồi dĩ nhiên xu hướng số 3 đó là xu hướng khởi nghiệp. Ok, nó đây là một cái xu hướng rất là hot ở Việt Nam trong một thời gian dài, ai cũng muốn làm chủ, right? Cho nên nếu tưởng tượng xem là việc khởi nghiệp là một việc đòi hỏi rất nhiều những cái kiến thức và chuyên môn, nhưng ngày hôm nay các bạn có thể khởi nghiệp mà không cần có chuyên môn, không cần có kỹ năng, các bạn có thể xây dựng cho mình hệ thống phân phối một cách dễ dàng với một cái số vốn rất là hợp lý, thì why not? Và rồi cái cuối cùng, đây là cái rất thú vị, đó là cái trào lưu trở thành KOL, Key Opinion Leader, right? Ngày hôm nay bên cạnh chuyện kinh doanh, kiếm tiền, đầu tư thì mọi người sẽ rất là sướng nếu họ có thể thành một cái KOL, một cái người có sức ảnh hưởng đến cộng đồng. Và nếu ngày hôm nay các bạn tưởng tượng xem là có một cái công nghệ để biến các bạn thành những chuyên gia tài chính mà không cần bằng cấp, mà không cần kinh nghiệm, mà không cần bất cứ một cái sự chuẩn bị và tôi luyện nào hết, và ai cũng trở thành những cái chuyên gia, những cái thánh, những cái boss, những cái trùm và rất là lung linh ở trên mạng xã hội, thì why not? Well, cho nên ngày hôm nay chúng ta nhìn thấy là khi hội tụ được cả 4 yếu tố về khủng hoảng kinh tế, xu hướng đầu tư tài chính, cơ hội để khởi nghiệp và sở hữu một hệ thống kinh doanh và trở thành một KOL, thì đây trở thành một cái miếng mồi ngon nhất, hấp dẫn và quyến rũ nhất trên thị trường ở thời điểm này. Ngầu không? Câu hỏi là anh Trí, anh có chắc là người ta lừa đảo hay không mà anh cứ 1 tiếng lừa đảo, 2 tiếng lừa đảo? Cho nên tiếp theo, chứng minh đây là lừa đảo. Một cái bài báo anh nghĩ rất là hay và đầy đủ trong cái mục công nghệ trên Zing ha, đó là cái trò lừa đảo kiếm $1,000 một ngày gây xôn xao trên YouTube Việt Nam về cái mô hình binomial, tức là một cái kiểu binary options ha. Ở Việt Nam thì rất nhiều những cái clip mặc đồ rất là đẹp ha, để mà đánh bóng ha về cái cơ hội làm giàu nghe. Và về mặt cơ bản đây là mô hình đánh bạc núp bóng giao dịch đầu tư. Ok. Nó là cái cách mà theo mà bà Đỗ Phương Quỳnh, là một chuyên gia phân tích tài chính đang làm việc tại Thượng Hải, cho biết là cơ bản đây là giống như đánh bạc tài xỉu, tức là các bạn chọn một cái chỉ số nào đó hay như là vàng hay là Bitcoin, đúng không? Và các bạn sẽ đoán xem là nó sẽ tăng hay giảm trong vòng 1 phút tiếp theo. Và nếu đoán đúng thì các bạn sẽ được 95% số tiền đặt cược của mình, còn nếu các bạn đoán sai các bạn mất sạch tiền đặt cược. Thì nó y chang như đánh bài. Và điều quan trọng mà bà Quỳnh khẳng định là đây không phải là đầu tư tài chính, bởi vì về mặt cơ bản các bạn không sở hữu bất cứ một tài sản nào hết. Các bạn đặt cược về cái chuyện thay đổi giá trị của một tài sản nào đó trên thị trường, chứ các bạn không sở hữu tài sản. Cho nên đây là mô hình đánh bạc ha, và nó dựa trên cái sự may rủi, 100% dựa trên may rủi. Và theo như bà Quỳnh chia sẻ thì cái mô hình này nó đã bị cấm ở rất nhiều quốc gia ha. Đó là cái cơ quan quản lý tài chính của Vương quốc Anh đã cấm vĩnh viễn cái mô hình giao dịch quyền chọn nhị phân, đúng không? Rồi cái Ủy ban Chứng khoán và Thị trường châu Âu cũng cấm tất cả những giao dịch nhị phân trên lãnh thổ châu Âu ha. Cục điều tra liên bang Mỹ là FBI cũng cảnh báo cái mô hình này là mô hình lừa đảo. Ok. Và nếu các bạn lên trên Wikipedia và search về binary options thì các bạn cũng sẽ nhìn thấy tất cả những thông tin tương tự được xác nhận ha, là những mô hình này đã bị cấm và cảnh báo ở bên nước ngoài và trên thế giới. Và thậm chí là FBI ước chừng là mỗi năm như vậy những cái người lừa đảo sử dụng cái mô hình này để chiếm đoạt khoảng 10 tỷ đô la trên khắp thế giới. Và tất cả những cái trang mạng xã hội như là Facebook, Google và Twitter đều tuyên bố là họ cấm cái mô hình quảng cáo cho những cái binary options này ở trên thế giới, mặc dù lệnh cấm này chưa được triển khai ở Việt Nam. Những cái hoạt động tài chính này chưa được cập nhật trong cái luật pháp ở Việt Nam để được quản lý một cách chặt chẽ hơn. Tuy nhiên là chúng ta nhìn thấy là những cái sàn giao dịch ngoại hối lừa đảo này cũng đã bị công an
tiếp cận và đánh sập nó trong giai đoạn vừa qua, đó là tháng 6 vừa rồi thôi đúng không, thì công an Hải Phòng, công an kinh tế đã phá được cái chuyên án lớn nhất ha, về cái giao dịch ngoại hối này, với hàng chục nghìn người tham gia, và cái số tiền đầu tư vào những cái sàn này rất là lớn, ok ha, nó lên tới là khoảng 7.500 tỷ đồng với 115.000 cái tài khoản giao dịch và đầu tư. Ok, cho nên thứ nhất, đây không phải là đầu tư tài chính bởi vì các bạn không mua tài sản. Và rồi thứ hai là nếu nói đây là kinh doanh đa cấp, bởi vì ok, không phải đầu tư nhưng mà tôi cung cấp dịch vụ, và dịch vụ ở đây là dịch vụ đánh bài. Ok, tức là bạn được quyền đánh bài, đặt cược, hên xui may rủi. Thì anh khẳng định luôn, đây cũng không phải là dịch vụ đánh bài, bởi vì đánh bài là dịch vụ mà nó dựa trên sự may rủi để kiếm tiền cho người chơi. Còn đối với những cái sàn giao dịch quyền chọn nhị phân mà chúng ta nhìn thấy, không có may rủi, bởi vì nhà cái, tức là chủ sàn, có thể kiểm soát được việc thắng hay thua của các bạn. Thì đây là cái bài báo rất là đủ, các bạn có thể coi chi tiết nó trong cái link trong description. Đó là lý do mà khi thu gom được cái số lượng người tham gia, số tiền đủ lớn, thì các cái sàn giao dịch này họ sẽ tự động đánh sập sàn để biến mất và chiếm đoạt toàn bộ cái số tiền của nhà đầu tư ha. Thì đây là cái bài báo trên VTV, Đài Truyền hình Việt Nam rồi, là hàng loạt các sàn giao dịch tiền ảo đã bốc hơi khi mà họ thấy có động, khi mà công an bắt đầu vào cuộc thì họ biến mất, và họ nhanh chóng lập lên một cái sàn mới. Ok, cho nên anh khẳng định là đây không phải đầu tư tài chính, đây cũng không phải là kinh doanh, bởi vì nó không cung cấp bất cứ một dịch vụ hoặc sản phẩm nào hết. Đây là lừa đảo 100%. Ok, nhưng cái còn sâu sắc hơn nữa mà bây giờ xin được phân tích với mọi người, đó là cái thủ thuật tâm lý để có thể lừa đảo các bạn một cách cực kỳ tinh vi và có hệ thống. Mọi người sẵn sàng chưa? Anh nghĩ đây là cái mà anh muốn các bạn hiểu được. Bởi vì cái việc bóc phốt những cái sàn này á, thì well, báo chí ngày hôm nay đã làm rất tốt. Nhưng anh là người làm về huấn luyện, về tư vấn tâm lý, anh sẽ phân tích cho các bạn hiểu là họ là những bậc thầy trong cách chơi đùa với cảm xúc và tâm lý, để rồi khống chế, thậm chí điều khiển những con mồi của mình luôn. Đây là nghệ thuật lừa đảo ở cấp độ đỉnh cao. Nói về chuyện lừa đảo thì thật ra cái mô hình từ xưa đến giờ đó là cái mô hình lừa đảo theo cái phương thức săn bắn. Tức là cái người đi lừa đảo sẽ giống như một thợ săn. Anh ta canh chừng và thấy được con heo rừng, đúng không? Và khi bẫy được con heo rừng đó, bắn chết con heo rừng đó, thì anh ta ăn thịt con heo đó, và câu chuyện tới đó là hết. Thì đó là cái mô thức lừa đảo truyền thống theo cách thức gọi là săn bắn. Ok, bán một cái món đồ giả, làm một cái giao dịch giả, bán một cái sản phẩm không chất lượng, hả không? Và lừa được cái người đó xong, tăng lấy tiền, phụp biến mất. Đành. Nhưng cái nghệ thuật, cái công nghệ lừa đảo ở cấp độ cao hơn, đó là lừa đảo theo mô hình chăn nuôi. Tức là khi bẫy được một cái con mồi, một cái con heo, thì cái người nông dân lúc này sẽ không làm thịt con heo đó, mà họ sẽ đem con heo đó về để nhốt và thuần hóa con heo đó. Ok, họ thuần hóa cái con heo đó, họ thuần hóa cái con vật đó, để rồi khiến cái con vật đó đẻ ra cho mình, hoặc là cái con vật đó nó quay trở về tự nhiên và giúp mình săn thêm rất nhiều những con heo, những con ngựa, những cái con chó, những cái con vật tương tự để quay trở về cho các bạn làm thịt. Và cái mô hình lừa đảo theo kiểu chăn nuôi này thì rõ ràng là nó kỳ công hơn, nó đòi hỏi cái sự phối hợp của nhiều người hơn, tinh vi hơn, nhưng cái lợi nhuận mà nó mang về thì nhiều hơn cái cách săn bắt là cặp số nhân. Đó là một sự phát triển cực kỳ ấn tượng. Cho nên bây giờ anh phân tích cho các bạn hiểu cái cách mà những đối tượng lừa đảo này họ chiêu dụ và thuần hóa những đối tượng bị họ lừa đảo. Họ làm chuyện đó như thế nào? Sẵn sàng chưa? Let's go! Việc đầu tiên, bước thứ nhất để có thể săn được những con mồi, để bẫy được một con mồi, đó là phải thu hút và cho nó ăn một cái miếng mồi ngon, đúng không? Để bẫy được con mồi là mình đào cái hố, xong mình treo một cái miếng mồi rất là thơm, rất là ngon, để cái con nó vô nó ăn, xong nó sập bẫy cái rầm, mình nhốt nó lại.
đúng không? Cho nên là việc đầu tiên là mình phải bẫy được con mồi đó bằng cái miếng ăn rất là ngon. Và miếng ăn rất là ngon ở đây thì anh nghĩ là đã rất là phổ biến rồi, đó là chuyện có thể làm giàu, có thể kiếm tiền mà không cần nỗ lực, mà không cần kiến thức. Hãy tưởng tượng là các bạn có thể đầu tư Forex là cái đầu tư khó nhất mà không cần kiến thức, và đảm bảo 100% đó là có lời. Các bạn có thể ngồi nhà và mỗi ngày kiếm được tiền mà không cần kiến thức, chỉ cần tuân thủ người ta đặt lệnh gì đánh lệnh đó, đặt lệnh gì đánh lệnh đó, các bạn chắc chắn sẽ có tiền. Hấp dẫn chưa? Đây là miếng mồi. Và về mặt cơ bản là mình phải cho cái con mồi đó nó ăn cái miếng mồi này, nó đớp mồi. Ok, và khi nó đớp mồi rồi nó thấy ngon, hấp dẫn, lúc đó mình sập hầm không? Không, mình khoan sập hầm cái đã. Ok, mình khoan sập cái hầm mà mình cho nó ăn ngon à, để làm chi? Để nó đi về. Nó ủa gì kỳ vậy anh Trí, cho nó ăn rồi mình thả nó về đi sao được? Không có đâu các bạn. Bởi vì khi mà con mồi nó được ăn ngon mà không cần phải nỗ lực, có miếng ngon quá không cần phải đi như nó kiếm ăn, cố gắng cực khổ ăn ngon, thì ngày hôm sau nó làm gì? Nó quay trở lại để tiếp tục ăn. Và không những nó quay trở lại mà nó kéo một vài con trong bầy của nó quay lại ăn chung với nó. Ok, cho nên đây là lúc mình sẽ bẫy dụ cái nhóm mồi đầu tiên vào. Ok, và khi mà cái con đầu tiên, con heo đầu tiên chẳng hạn, đúng không, nó dụ được khoảng 5, 7, 10 con về, số lượng phải đủ lớn, đây chi? Sập cái rành, nhốt hết mấy con đó lại. Thì bước thứ hai là chúng ta bắt và nhốt những cái con mồi của mình lại. Thì cái kỹ thuật để họ bắt nhốt con mồi của mình đó là họ chôn tiền của các bạn và chôn vốn của các bạn. Ok, khi mà các bạn tham gia vô cái hệ thống này thì lúc đầu các bạn đánh số tiền chắc chắn sẽ là ít, bởi vì các bạn có biết cái này lời lỗ làm sao, có lừa đảo không, chơi ít. Và khi chơi ít các bạn sẽ lời. Thuật toán của cái hệ thống này hoàn toàn có thể lập trình được điều đó, đúng không? Mà miếng mồi cũng nhỏ, mất cái gì đâu, right? Cho nên khi các bạn chơi 100.000, 200.000, các bạn chơi 500.000, các bạn sẽ lời gấp đôi và các bạn sẽ rất hạnh phúc vì điều đó. Các bạn mời bạn bè của mình tham dự, đúng không? Và khi mà cái số lượng người tham dự đông hơn, số tiền các bạn bỏ vào nhiều hơn, đúng không? Thì khi đó họ nhốt các bạn lại bằng cách là nhốt tiền của các bạn. Khi các bạn bước vào cái hệ thống đầu tư quyền chọn nhị phân này thì việc đầu tiên là các bạn phải chuyển từ tiền của các bạn là tiền Việt hoặc là đô la Mỹ sang một cái loại cryptocurrency của cái sàn đó. Ví dụ như là của cái sàn Wefinex thì họ dùng cái tiền của Winsbank, là một cái ngân hàng, là một cái công ty của họ luôn, và nó không biết ở đâu, đúng không? Và chuyển thành một cái currency, một cái đồng tiền của cái công ty đó. Và cái đồng tiền đó không có bất cứ nơi nào công nhận ngoại trừ cái sàn giao dịch này. Và đây là cách họ chôn vốn của các bạn. Ok, và nếu các bạn lạng quạng thì các bạn mất vốn, giờ làm sao? Giờ chơi tiếp hay là mất tiền? Họ nhốt các bạn lại. Ok, đó là bước số 2. Sau khi họ nhốt được con mồi lại, bước thứ 3 là họ sử dụng một cái thủ thuật tâm lý cực kỳ độc đáo, đó là liên tục đánh đập, hành hạ con vật đó, và rồi sau đó cho nó ăn. Đánh đập cho ăn, đánh đập cho ăn, đánh đập cho ăn, lặp đi lặp lại, đập đi lặp lại đối với con vật đó. Đây gọi là kỹ thuật để thuần hóa con vật đó. Bởi vì khi mình đánh đập con vật đó, đó là lúc mình hủy diệt cái ý chí tự do của nó bởi nỗi sợ, sự khiếp đảm. Và nó vừa mới sợ và khiếp đảm xong thì mình sẽ cho nó ăn. Để làm chi? Để nuôi cái sự lệ thuộc, cái sự ỷ lại, cái sự lười biếng, và tạo nên cái sự quý mến và yêu thương của con vật đó cho cái người cho ăn. Ok. Và cái việc lặp đi lặp lại của cái chuyện tra tấn và rồi yêu thương, tra tấn và cho ăn, tra tấn và cho ăn này, nó tạo nên một cái rối loạn tâm lý mà các nhà tâm lý học gọi là cái hội chứng Stockholm. Hội chứng Stockholm là cái hội chứng mà người ta kinh ngạc phát hiện ra là những cái tội phạm bắt cóc và lạm dụng tình dục, sau một thời gian nó bắt cóc những cái người phụ nữ lại, nhốt lại để lạm dụng tình dục với những cái cô gái đó, thì người ta kinh ngạc nhận ra là những cô gái đó bắt đầu thần tượng và cực kỳ yêu mến cái người bắt giam mình. Đây là một cái rối loạn tâm lý gọi là hội chứng Stockholm. Và khi một cái người mà rơi vào cái hội chứng Stockholm này thì họ sẽ bị thuần hóa, họ sẽ được thần phục bởi cái người săn bắt họ. Và lúc này thì những cái con mồi đẹp nhất, giống khỏe nhất sẽ được cho ăn, sẽ được chăm sóc đặc biệt. Để làm chi?
để nó bắt đầu đẻ, để nó bắt đầu nhân giống, à, hoặc là để nó bắt đầu quay trở về và đi săn thêm rất nhiều những cái con mồi tương tự và giúp phát triển cái đàn gia súc đó lên. Để rồi khi mà đàn gia súc nó phát triển đủ đông, đủ nhiều, tới đúng thời điểm mà cái người chăn nuôi này không còn đủ thức ăn để nuôi tất cả những con gia súc đó nữa, thì họ sẽ đánh sập cái sàn đó một cái rầm để làm thịt tất cả những con gia súc, bán lấy tiền lời. Dĩ nhiên họ sẽ giữ lại cho mình những cái con vật giống, những con khỏe mạnh và thần phục nhất để chuẩn bị nuôi cái đàn gia súc tiếp theo. Thì đây là cách mà họ sử dụng để chiêu dụ, thuần hóa và biến những cái nạn nhân của mình thành những tay sai đắc lực để phát triển cái đàn gia súc cho mình. Đây là lừa đảo theo công thức chăn nuôi. Và sau khi mà họ thuần hóa được những cái con mồi rất là giỏi, giống rất là tốt, rất là khỏe mạnh, thì những con mồi này sẽ được trang bị sức mạnh để đi săn. Ok, và đó là lúc mà chúng ta bắt đầu nhìn thấy những cái cộng đồng của những cái thánh đập lệnh, rồi chuyên gia giúp kéo những cái kéo mọi người vào bờ ha. Thì đây là những cái kỹ thuật để họ nhả kéo, đúng không? Tức là họ sẽ cho những cái người chơi đó thua lỗ, xong rồi sẽ có những người đến để kéo các bạn vào bờ, không cho các bạn lời nha, chỉ kéo lại cho các bạn lấy lại vốn, xong rồi sau đó thả ra cho các bạn tự chơi. Nên một lúc các bạn thua xong rồi sẽ có những cái thánh đập lệnh, thánh tỉa nến, chuyên gia hỗ trợ một để kéo các bạn cập bờ, kéo vô, thả ra, kéo vô, thả ra, kéo vô. Thì đó là lúc mà họ thuần hóa được thêm rất nhiều những người chơi mới. Ok, và sau một hồi, những người chơi này sẽ hoàn toàn lệ thuộc vào khả năng đọc lệnh. Cho nên nếu mà không được đọc lệnh nữa, họ sẽ không dám đầu tư. Nhưng lúc đó nếu họ muốn kiếm tiền, thì họ sẽ phải chiêu dụ thêm nhiều người tham gia vào hệ thống để kiếm tiền thông qua cái mô thức đa cấp. Và đây là cách mà chúng ta nhìn thấy những cái sàn giao dịch này có rất nhiều những cái hoạt động, đúng không? Để khoe và những cái chiến tích của mình, đúng không? Để chiêu dụ ha, và những cái nhóm hỗ trợ để kéo về bờ, đúng không? Kéo một thông qua Zoom với phương pháp hiệu quả 90%. Ok, và họ sẽ bắt đầu trên những cái group này, mình nhìn thấy là họ khoe những cái lệnh mà đọc lệnh nào là trúng lệnh đó, đúng không? Là tăng liên tục số tiền. Bất cứ lệnh nào đặt ra một cái là đánh đâu trúng đó, bởi vì đây là những nhân viên của những sàn giao dịch. Họ sẽ được cung cấp những cái code đặc biệt, họ sẽ có những cái phương thức để ra tín hiệu cho những cái người này để họ có thể đọc lệnh. Nên bây giờ các bạn hiểu là vì sao có được những thánh đọc lệnh đó. Bởi vì thực ra đây là một công cụ của sàn giao dịch để chiêu dụ người tham gia. Đây là những người mà họ có sự kết nối với cái sàn giao dịch để đảm bảo là họ đọc lệnh là trúng. Ok ha. Thì well, đây là 4 bước để chăn nuôi, để lừa đảo theo phương thức chăn nuôi. Thứ nhất là dùng mồi để chiêu dụ, đúng không? Thứ hai đó là nhốt con mồi lại, liên tục tra tấn và cho ăn để thuần hóa con mồi trở thành một cái công cụ cho mình. Và rồi sau đó tận dụng cái công cụ đó để sinh sôi nảy nở cái đàn gia súc của mình, cho tới đúng thời điểm thì giết mổ, chốt đơn và rồi nuôi một cái đàn mới. Và cuối cùng, một câu hỏi quan trọng là: anh Trí, nếu vậy đến hết cái cuộc chơi đó thì cái mô hình quyền chọn nhị phân theo cái cách phát triển đa cấp này có kiếm được tiền hay không? Thì anh xin khẳng định là nó kiếm được rất nhiều tiền cho, thứ nhất là người chủ sàn. Bởi vì khi họ đánh sập sàn và chiếm đoạt tất cả tiền của nhà đầu tư thì họ có thể có hàng trăm, thậm chí hàng ngàn tỷ đồng. Và vì vậy các bạn sẽ nhìn thấy là họ mua được rất nhiều siêu xe, biệt thự, đất đai. Đây là một số tiền rất lớn. Đối tượng thứ hai sẽ kiếm được tiền, đó là những con mồi được thuần hóa và thực sự phù hợp. Nó có cái năng lực, cái tính cách, nó có cái vóc dáng và ngoại hình phù hợp trong việc chiêu dụ và săn bắn, phát sinh nảy nở cái đàn gia súc đó. Thì lực lượng này là những người có tố chất phù hợp để phát triển hệ thống, đúng không? Đây là những cái leader, những cái chuyên gia đọc lệnh, những cái chuyên gia để kéo vào bờ, dẫn dắt vào những cái đội nhóm, đúng không? Thì đây cũng sẽ đối tượng kiếm được rất nhiều tiền. Các bạn sẽ nhìn thấy hình ảnh của họ mua xe hơi, you know, mua hàng hiệu, rồi ăn uống sang chảnh bằng tiền họ kiếm được. Họ thật sự kiếm được tiền. Và hai đối tượng này sẽ tiếp tục hợp tác với nhau thành một cái ekip của người thợ săn,
và những chú chó săn tinh nhuệ nhất. Và họ sẽ bắt đầu cho đợt săn bắn tiếp theo với một cái sàn giao dịch mới, một cái công nghệ mới, và tất cả chỉ cần một cái click chuột để bắt đầu đợt săn bắn tiếp theo. Và rồi dĩ nhiên 90% những người còn lại là những nhà đầu tư nhẹ dạ cả tin, và dĩ nhiên họ là người cúng tế cái số tiền đầu tư và giao dịch của mình. Nhưng điều đáng tiếc nhất là họ không chỉ mất tiền, không chỉ mất thời gian, mà cái hệ quả và hệ lụy đau đớn của cái mô hình chăn nuôi này là những cái nhà đầu tư thất bại, những con mồi bị xẻ thịt đó, sau một thời gian họ kinh doanh thì cái quá trình được thả kéo được chăn nuôi đó cho phép họ trải nghiệm cái cảm giác kiếm tiền nhanh, cái cảm giác mà có được return of investment 30-40% trong vòng một tuần, thậm chí một ngày. Họ sẽ có được cái trải nghiệm kiếm được 20, 30, 40 triệu trong vòng một ngày. Và cái trải nghiệm đó khiến cho họ không còn tin vào chuyện kiếm tiền theo phương thức bình thường. Họ không còn tin vào chuyện kiếm một cái công việc để có lương 20-30 triệu một tháng nữa. Và đó là những người họ sẽ bắt đầu lệ thuộc vào cái phương thức kiếm tiền thông qua cái hình thức lừa đảo này. Và họ sẽ ngồi đó chờ đợi cái sàn tiếp theo được mở ra, vay mượn vốn từ bạn bè, từ gia đình, từ những cái chương trình vay nặng lãi để tiếp tục lao vào cuộc chơi này với hy vọng là mình rút ra kịp để chốt lời. Và họ đánh mất luôn cái phương thức tìm kiếm thu nhập của một người bình thường. Đây là hệ lụy xã hội khủng khiếp nhất của cái mô hình lừa đảo dựa trên cái phương thức phát triển đa cấp và những cái mô hình đầu tư đa cấp giống như vậy. Ok, so that's the game. Cho nên nếu các bạn thật sự muốn có những cái góc nhìn và những thông tin đầy đủ về cách thức và hành vi triển khai của những đối tượng lừa đảo bằng mô hình này, các bạn có thể đọc trong những cái bài báo mà anh sử dụng, anh để link trong description. Nhưng cái quan trọng nhất từ cái video clip này, anh muốn các bạn phải hiểu được cái chiêu thức và tâm lý mà người ta sử dụng để chiêu dụ, để thuần hóa và để điều khiển hành vi của các bạn trong cái mô hình lừa đảo đa cấp này. Và đây là cách để biết đâu các bạn có thể hỗ trợ và tự vệ cho mình tốt hơn. Và anh mong là những cái thông tin và những chia sẻ của anh có thể đến được với các bạn kịp thời trong những ngày tháng sắp tới. Còn lại thì anh nói thật là anh cũng không biết là trong tương lai những cái đối tượng lừa đảo họ sẽ nâng cấp, họ sẽ thay đổi những cái hình thức tinh vi hơn, hiệu quả hơn ra làm sao. Nhưng nếu có thể gút lại ngày hôm nay bằng một cái tín hiệu để đánh hơi ra những cái chiêu thức lừa đảo, đó là nếu một người họ sử dụng bàn ghế tủ để thu hút các bạn thì khả năng cao họ là một thợ mộc. Họ lấy cái tiền đóng bàn ghế của các bạn và ngược lại cung cấp nội thất cho các bạn. Nếu một cô gái sử dụng xác thịt của cô ta để thu hút các bạn thì khả năng cao cô ta là gái bao, và cô ta sẽ lấy tình phí, ngược lại sẽ cung cấp các cái dịch vụ về tình dục, thậm chí tình yêu cho các bạn. Và rồi nếu một người họ sử dụng những cái kết quả hào nhoáng, những cái thành công rất ngọt ngào và dễ dàng để thu hút các bạn thì khả năng cao họ là thợ săn, và họ cung cấp những cái miếng mồi rất ngọt ngào để thu hút các bạn. Ngược lại khi các bạn sập bẫy thì họ sẽ xẻ thịt của các bạn. Đây là cách để khôn ngoan hơn và lựa chọn sàng lọc thông tin trong cái chặng hành trình để cố gắng kiếm sống, để trưởng thành hơn của mỗi chúng ta. Đó là bản chất của cuộc đời này. Với cái video clip này, anh hy vọng là anh đã làm tròn được cái vai trò và trách nhiệm của một ông thầy. Và anh cảm ơn mọi người đã lắng nghe cái chia sẻ, cái góc nhìn của anh. Và đó là cái chặng hành trình để chúng ta liên tục học hỏi, điều chỉnh, cập nhật và trưởng thành cùng với nhau. Nghe là một vinh dự rất lớn để được đồng hành cùng với nhau. Ok. Cuối cùng là trong những cái ngày tháng dịch bệnh hoành hành này thì cầu mong là cái dịch bệnh nó sớm qua để đời sống kinh tế xã hội của chúng ta sớm quay trở vào được cái nhịp ổn định, bình thường. Và trong giai đoạn này, nếu thật sự các bạn đối diện với rất nhiều những cái băn khoăn về sự nghiệp của mình, cái hướng đi của mình, hoặc là những cái áp lực về tài chính, đúng không? Cho gia đình của mình, cho bản thân của mình, thì các bạn có thể cân nhắc những cái khóa học nho nhỏ mà Học viện bọn anh hỗ trợ trong cái mùa giãn cách này. Anh để link trong description về những cái chương trình tư vấn, những khóa học về tài chính hoặc là những khóa học về định hướng cho cái sự nghiệp của bản thân của mình. Xin được đồng hành cùng với nhau. Xin cảm ơn các bạn.